Chào các bạn, hôm nay ta lại học ở cái môn là phay mặt phẳng bậc. Ta vào nội dung của bài học nhé. Thứ nhất là phân loại và yêu cầu kỹ thuật đối với cái việc phay mặt phẳng bậc thì trên màn hình chúng ta nhìn thấy là đây là có hai cái loại máy phay mà chúng ta thường sử dụng trong phay mặt phẳng bậc. Thứ nhất là cái máy thứ nhất này là máy phay đứng nha, phay đứng. Còn ở phía dưới đây là máy phay ngang. Tức là phay đứng là cái trục nó thẳng đứng như thế này, còn phay ngang là cái trục nó nằm ngang. Thì tuy nhiên cái máy phay ngang thì ta cũng có thể là lắp được ra phay ngón nếu cái đầu nó có cái đầu trong này. Ra phay ngón, ra phay mặt đầu và có thể lắp được cả ra phay đĩa. Ở trên đây cũng vậy, nếu ta chế đồ hoặc là có một số cái đầu BT có thể lắp được là kể cả dao phay đĩa cũng lắp được ở máy phay đứng nha. Bây giờ thì nó có thể làm được rất nhiều việc ha. Lắp được cả dao phay đứng rồi dao phay ngón, dao phay mặt đầu rồi có thể dao phay đĩa ở trên máy phay đứng. Phần thứ nhất là phân loại về mặt phẳng bậc. Thì thứ nhất là loại thì chỉ có một mặt phẳng bậc. Và loại thứ hai là loại thì có nhiều mặt phẳng bậc. Thì trên thực tế thì ở những cái chi tiết của chúng ta dạng mặt phẳng thì có rất nhiều loại. Có loại thì chỉ có một bậc, có một loại thì có nhiều bậc. Thứ hai là về yêu cầu kỹ thuật đối với cái việc gia công mặt phẳng bậc, là cái yêu cầu đầu tiên mà ta cần phải nói tới đó là độ không song song giữa các cái mặt bậc với nhau. Đây là một yếu tố quan trọng đầu tiên của các yêu cầu kỹ thuật. Cái thứ hai là dung sai kích thước và gia công. Thì dung sai của phay thì cũng tương đối là cao đúng không? Như ta nhớ như này này là phải nhớ được ký hiệu về về dung sai hình dáng về độ không song song để mà người ta đọc cái bản về yêu cầu kỹ thuật nha. Và thứ ba là sai số về về hình học. Rồi là sai số về vị trí. Đây là những cái yêu cầu mà khi chúng ta gia công mặt phẳng bậc. Thì tùy từng vào phần nội dung thì ta sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề này ha. Phần thứ hai là cái gá đặt khi phay. Thứ nhất là đầu tiên ta phải gá phôi lên cái eto ha. Thì đầu tiên gá phôi lên được eto thì đối với cái việc đầu tiên chúng ta khi mà chúng ta có eto để gá thì ta phải kiểm tra cái eto bằng cái đồng hồ khi gá hay bật xem là cái quá trình mà người ta lắp eto như vậy nó đã đạt yêu cầu hay chưa. Thì thông thường là gì ạ? Là để mà kiểm tra được cái độ song song phôi băng máy và cái mép của eto như thế này thì thường thường là ta lắp cái đồng hồ so lên cái đầu máy như thế này, sau đó là gì ạ? Ta chỉ cái kim của cái đồng hồ so vào má của eto. Thì thông thường thì gì ạ? Có rất nhiều cách, là nếu trong trường hợp mà có thể thì ta có thể chỉ vào cái má của eto như thế này, hoặc là ta có thể là sử dụng một cái miếng căn mẫu ta kẹp vào eto, sau đó là ta rà cái mặt của căn mẫu. Tại vì khi mà rà vào căn mẫu cái độ chính xác nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và khi ta nhớ rằng khi lắp eto để mà điều chỉnh thì ta nhớ là ở đây eto dạng này nó chỉ hai có hai con vít bắt vào cái băng máy á. Vậy khi ta mà điều chỉnh cái mặt song song cái mặt song song giữa băng máy và cái giả sử như đây là tôi những căn mẫu như thế này, thì khi ta xả hai con vít của băng máy lên cái eto, ta chú ý cẩn thận là ta chỉ xả một bên, là xả nhiều và một bên xả ít. Nếu bây giờ ta mà xả nới lỏng cả hai con ở hai bên khi ta điều chỉnh rất là khó khăn. Vì vậy là gì, ta nên điều chỉnh một con. Thì một số cái lớp trước thì tôi đã nói rồi, thì cái dạng quy tắc này giống như quy tắc đòn bẩy ạ. Bây giờ giả sử như cái đầu A này dương, đầu B âm, vậy thì khi điều chỉnh thì ta phải xếp cái đồng hồ so vào cái vị trí không, cho nằm ở giữa cái khoảng giữa đòn bẩy như thế này, sau đó là gì ạ, ta điều chỉnh thì nó mới bằng. Còn nếu bây giờ giả sử như cái này là âm 10 chẳng hạn, mà bây giờ mình là gì ạ, điều chỉnh về không ở cái đầu bên này thì gì ạ, cuối cùng ra nó lại bị lệch. Vì vậy ta hãy cẩn thận khi mà điều chỉnh cái eto, chứ không là điều chỉnh cả buổi cũng không sao ha. Cái thứ hai là dùng cái căn nha, xin lỗi, dùng cái căn lót. Cái căn lót là cái miếng mà ta lót ở phía phía dưới của cái chi tiết của ta gia công như này. Đây, cái miếng căn lót của ta là miếng như thế này. Thì thông thường á, thì miếng căn lót này á thì ta cố gắng làm sao đó phải gia công phải cho nó ta lấy tốt nhất là lấy các miếng căn mẫu. Lý do vì ở đây á, là những cái mặt phẳng này ta gia công xong rồi, thế nên là gì ạ, độ chính xác về các mặt độ vuông góc nó đều ổn định, song song vuông góc đều tốt. Nếu bây giờ ta mà dùng hai cái miếng căn mẫu này không chính xác, không đạt yêu cầu thì nó cũng sẽ bị lệch nhá.
Và cái thứ ba là dùng để kiểm tra cái độ song song khi gá phôi bằng cách là gõ cái búa và lay nhẹ đầu miếng căn lót ha. Thì ta biết nguyên tắc là gì ạ? Siêu định vị trong trường hợp mà ta kẹp cái phôi của ta bằng hai cái ngàm, bằng hai mặt phẳng như thế này thì chắc chắn là sẽ bị siêu định vị. Vậy ta nhận thấy là gì? Khi ta siết eto thì bắt đầu là cái phôi của ta nó có xu hướng là nó đi lên phía trên, và đương nhiên khi đó là gì ạ? Là cái khoảng cách giữa hai miếng căn mẫu và phôi nó sẽ có, và ta lấy cái căn mẫu này ra dễ dàng. Và như vậy khi phay thì khi mà lực từ trên xuống nó nhiều, nó dẫn đến có thể là phôi của ta bị lệch. Vì vậy là gì ạ? Là khi lắp ta dùng cái búa đây là thường thường là búa nhựa nha, hoặc là búa sắt nhưng mà cái đầu nó có nhựa, tại vì ta tránh trường hợp mà dùng búa bằng sắt. Lý do vì trong cái quá trình mà tác dụng lực ở đây á, mục đích là để cho nó xuống, nó tiếp xúc với cái vị trí của hai miếng căn mẫu như này. Nếu bây giờ ta tác dụng mà một lực mạnh á, thì là gì ạ? Là cái phản lực nó sẽ đẩy lên, và gì ạ? càng mạnh thì phôi nó càng bay lên. Vì vậy là ta tác dụng một lực vừa phải. Và nếu mà dùng búa sắt thì là gì ạ? Thường thường sẽ bị chảy xước cái bề mặt gia công, nhưng sẽ không đạt yêu cầu. Vì vậy là gì ạ? Là trong cái quá trình sử dụng thì ta sử dụng búa bằng nhựa hoặc là búa sắt nhưng mà cái đầu nó có nhựa nhé. Rồi là gì ạ? Là để mà kiểm tra phôi thì ta biết rằng là gì? Đối với phay bậc là mục đích là phay bậc thôi, còn cái bin dạng thì ta đã phay xong rồi. Sau khi mà ta gá cái phôi của mình lên rồi thì ta phải tiến hành là đồng hồ so, ta rà cái phôi của mình, ta rà xem cái phôi của mình nó đã phẳng hay chưa. Tại vì khi nếu mà ta không có phương pháp này thì sau này cái bậc có thể ta phay đúng, nhưng mà cái độ song song giữa cái mặt phẳng ban đầu và cái mặt bậc của ta nó cũng không đạt yêu cầu. Vì vậy là ta nên là phải là dùng đồng hồ so để kiểm tra cái độ phẳng của cái mặt phẳng này, độ song song so với băng máy của cái mặt phẳng này à. Rồi các cái phương pháp phay thì trong cái quá trình mà phay mặt bậc thì có rất nhiều phương pháp phay. Tôi sử dụng ở trên hai cái loại máy là máy phay đứng và máy phay ngang, hoặc là cái loại tổ hợp máy phay phản năng. Thì một trong những cái phương pháp đầu tiên ta phải nói tới đó chính là phay mặt phẳng bậc mà bằng con dao phay trụ. Cái phương pháp thứ hai là ta có thể phay mặt phẳng bậc bằng dao phay mặt đầu. Cái phương pháp thứ ba là tôi có thể phay cái mặt phẳng bậc bằng dao phay ngón. Và phương pháp thứ tư là tôi có thể phay cái mặt phẳng bậc bằng dao phay đĩa. Và thứ năm đó là phay mặt phẳng bậc bằng tổ hợp dao phay đĩa. Tức là dao phay đĩa thì có loại một dao và có loại có ba dao, thì tôi có thể phay bằng cái tổ hợp dao phay đĩa cũng có thể làm được. Ta đi vào nội dung phần thứ nhất là cái phương pháp phay mặt phẳng bậc bằng dao phay trụ. Thì đây là trên cái hình ta quan sát cái dạng lao dao phay trụ như thế này. Thì đối với dao phay trụ thì ta nhận thấy là gì ạ? Là trường hợp này thì ta chỉ có thể là lắp ở trên cây máy phơi ngang nhé. Thứ nhất là lựa chọn dao phay trụ. Về cái nguyên tắc lựa chọn cái dao phay trụ thì phần thứ nhất là cái đường kính dao trụ, tức là giả sử tôi gọi D lớn là cái đường kính dao phay trụ thì nó lớn hơn 2 lần T cộng với D nhỏ và cộng hơn 10 mm. T nhỏ và D là cái gì thì phần dưới ta sẽ giải thích nha. Thứ hai là cái đây là cái đường kính dao lớn này nha. Thứ hai là cái chiều rộng B phải lớn hơn B phẩy cộng cho tới 3 đến 5 mm, tức là cái bề rộng của con dao mình như này này, bề rộng của con dao nó phải lớn hơn cái bề rộng B phẩy mà chúng ta cần phải gia công. Trong đó thì là gì ạ? Ta thấy là gì? D nhỏ đây chính là đường kính ngoài của cái khâu định vị. Đường kính ngoài của khâu định vị, cái phần này ta không thấy. Còn T là cái chiều sâu của bậc, đây là cái chiều sâu của bậc là T, và B phẩy là cái chiều rộng của cái bậc ta cần phải gia công. Như vậy là gì ạ? Là cái khi ta gia công thì ta phải đạt hai cái kích thước yêu cầu theo bản vẽ, đó chính là chiều sâu của cái bậc và bề rộng của cái bậc. Vì vậy là khi mà ta gia công để đạt cái bậc này đạt yêu cầu thì đầu tiên ta phải lựa chọn cái dao mà đạt yêu cầu như này. Thì đường kính khâu định vị thì ta có thể lấy ra một cái khoảng nào đó nha. Thứ hai là cái việc mà gá lắp hay là điều chỉnh con dao. Thì đây là những cái bạc lót này, là những cái nhông hay là những cái miếng chêm này để chúng ta lắp vào cái đầu của cái dao phay ngang như thế này ha. Rồi chui côn thì lắp vào, còn cái này là ta gắt vào giá. Thì ta chú ý đối với cái khi mà ta lắp cái dao phay
Do phai chủ như thế này là ta chú ý này, là cái rãnh then này á, là cái then này khi ta lắp vào á, đa số ta thấy là gì, ở cái bạc hay là các cái nhông như thế này nó đều có cái rãnh then. Vì vậy là gì ạ, khi ta lắp then mà ta không để ý, khi ta tác dụng lực mạnh một cái là gì ạ, cái rãnh then nó sẽ chạy chạy trên cái trục, và như vậy thì có thể là nó sẽ không còn nằm ở cái vị trí mà ta gá vào dao. Vì vậy khi lắp là ta phải gá vào dao cẩn thận. Và lưu ý này, khi ta lắp này là một số em là gì ạ, là để cái bề mặt này nó có dính bụi bẩn á, dẫn đến lắp nó rất là khó khăn, rồi là phải dùng búa đóng. Như vậy là cái này không được phép nha. Vì vậy là gì ạ, trước khi lắp ta phải là lau chùi sạch sẽ cái trục này, và thứ hai là cái mặt trong của cái bạc này, mặt trong của các cái lót như thế này, chứ không là khi lắp rất là khó. Và thường thường thì khi lắp thì là gì ạ, đối với khi ta lắp được cái vị trí dao này thì tốt nhất là cái khi rãnh then ta chỉ lắp khoảng 1/4 thôi, hoặc là 1/3 thôi. Rồi sau đó là gì ạ, là ta khi ta lắp các cái thứ này vào vị trí nhưng mà nó chưa chặt á, thì thông thường là gì ạ, tôi hướng dẫn cho mấy em ở dưới xưởng là gì ạ, ta lấy một miếng gỗ ở dưới, ta để ở dưới mặt xưởng á, miếng gỗ nhá. Sau đó là gì ạ, là ta sau khi lắp xong thì ta gõ nhẹ cái đầu này xuống, thì các vị trí các cái nhông nó sẽ là gì ạ, ăn khớp khít với nhau nha. Và đương nhiên cái rãnh then nó có chạy thì nó cũng chỉ chạy đến gần hết phôi thôi, gần hết cái bề rộng của cái răng này thôi. Vậy ta hãy lưu ý nha. Nếu bây giờ mà ta lắp mà cái then nó bằng cái răng, thì khi ta gõ ta nâng lên ta hạ xuống nhẹ thì cái then nó sẽ thụt vào phía trong, như vậy thì nó sẽ không đúng cái vị trí yêu cầu. Vì vậy thường thường là tôi cho mấy em lắp khoảng 1/4, một đường là 1/3 hoặc là một nửa gì đó cũng được. Thì khi ta gõ nhẹ từ trên xuống, tức là ta để cái miếng gõ sao ta thủng từ trên xuống để cho các cái vị trí của nhông và của cái bạc này nó ăn khớp với nhau. Về tiếp theo là các cái gá lắp điều chỉnh này. Thì đầu tiên là khi mà ta lắp dao vào cái trục dao rồi thì bắt đầu là gì ạ, ta tiến hành là lắp cái trục dao và dao lên máy. Thì bước 1 này, ta phải nới lỏng cái bu lông hãm của trục chính ha. Nới lỏng cái bu lông hãm của cái trục chính ra. Ở đầu bên trong thì thường thường là cái phần này nó không thấy nhé. Rồi thứ hai là nới lỏng bu lông hãm của giá đỡ, tháo giá đỡ ra khỏi cái trục chính nhé. Xin lỗi các bạn. Ra khỏi cái trục chính. Tháo ra khỏi cái trục chính nha. Tức là gì ạ? Là đầu tiên ta phải tới hãm cái con bu lông. Thì cái con bu lông đối với những máy phay ngang thường thường là nó nằm ở trong cái chỗ mà ta bỏ cái bộ truyền động đai á. Vì vậy là ở phía bên kia nha, ta mở ra và ta nới lỏng cái con ốc ở phía bên đối diện á, mà nó nằm ở trong cái bộ truyền động đai á, ta mở ra ta sẽ thấy ha. Sau đó là gì ạ? Bước hai là ta nới lỏng hai con vít ở bên này, và chú ý là ở dưới này nó còn có một con vít nữa nha. Đây con vít hãm ở trên này và dưới này còn có một con vít nữa, phải ta tháo ra. Bước 3 là ta tháo bu lông hãm khỏi cái trục chính, lắp các cái bạc chặn và dao phù hợp với cái kích thước gia công. Như hồi nãy đó, ta lắp cái phù hợp với kích thước mà phôi ta gá ở trên cái băng máy, tức là lắp các cái miếng mà cái vòng bạc lót như thế này này, làm sao cho nó phù hợp với cái kích thước cái phôi ta gia công ở dưới băng máy. Rồi bước thứ 4 là lắp giá đỡ, là siết chặt bu lông chắc chắn ha. Sau khi ta lắp xong rồi thì ta siết chặt bu lông ở bên phía này và siết chặt bu lông ở trên cây giá đỡ như thế này nha, để cho nó chắc chắn. Và cái ở đầu này có một cái con bu lông nữa nha, ta siết lại cố gắng. Ở ngoài này là có cái vòng điểm á, tại vì cái trục này á là ta lắp cái bạc này nó ép vào cái vòng bạc này, nó ép vào cái bạc đạn ở phía trong á. Vì vậy là, và cái ổ bên trong này á, ta cẩn thận nha, là khi siết con bu lông này á, là nó phải cách với cái má này để cho khi chuyển động nó trơn. Một số em lắp nó thiếu rồi đến là cái bề mặt của con đai ốc này nó cà vào cái bề mặt của cái bậc này thì nó không có gia công được nha. Rồi là siết chặt bu lông hãm trục chính. Sau đó là gì ạ? Đây cái con này thì thông thường là gì ạ? Ta thấy là cái ổ trong này này nó có một cái khe hở, khi ta siết cái con đai ốc này vào á, có cái ta phải có một cái miếng gọi là cái bạc lót của ta vào trong vị trí này để cho cái con đai ốc này nó không chạm vào cái giá đỡ này. Rồi là gì ạ? Sau đó ta siết chặt bên này và ta siết chặt ở cái đầu trục chính là xong. Tuy nhiên là gì ạ, là một số máy ở trên cái ổ quay này này, ở trong ổ quay này, ở trên đây có cái chỗ mà người ta đổ cái dầu vào ấy, đổ dầu vào cho cái bạc đạn quay nó trơn ấy, thì ta lấy lưu ý là nếu máy nào mà có cái ổ mà
mà đổ dầu vào trong cái ổ trượt này á thì ta phải đổ nó vào nha, cho nó gia công cho nó đạt yêu cầu. Phần thứ ba là cắt thử và đo. Thì sau khi chúng ta đã gá dao lên máy rồi thì đương nhiên những cái khâu tiếp theo của mình đó chính là gì ạ? Ta phải cắt thử xem là cái quá trình cắt nó như thế nào, và là kiểm tra cái kích thước của phôi. Thì khi mà cắt thử thì ta cho dao chạm nhẹ vào cái bề mặt chi tiết, cắt một cái lớp mỏng, sau đó là đưa dao ra khỏi cái bề mặt chi tiết, dừng máy để kiểm tra cái kích thước phần dưới. Thì thông thường là để thuận tiện thì một số cái lớp trước là tôi hướng dẫn là gì ạ, là ta có thể là gì bôi phấn lên cái bề mặt của cái phôi này để ta chạm dao, khi nào mà phấn nó bay đi thì là gì ạ, là cái bề mặt của dao bề mặt của phôi là chạm nhau, thì khi đó ta tính kích thước nó sẽ dễ hơn. Cái phương pháp thứ hai á, là người ta có thể dùng cái tờ giấy mỏng á, sau người ta thấm vào nước và người ta đặt lên trên cái bề mặt gia công. Khi nào mà phay nó bay cái tờ giấy mỏng mà có nước như vậy á, thì khi đó là gì ạ, là dao cũng chạm với bề mặt gia công. Rồi sau đó là bước tiếp theo là ta cắt thử một lớp mỏng thì nó ta điều chỉnh nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Còn nếu không bây giờ là ta tự động ta cắt thì ta phải tính toán vào những cái số lẻ, nó rất là khó khăn. Vì vậy ta lựa chọn cái phương pháp có thể là bôi phấn nước hoặc là có thể cắt một lớp mỏng tùy theo cái khả năng của bản thân để mà ta lựa chọn phương pháp nào cho nó phù hợp. Sau khi cắt thử thì bắt đầu là gì ạ, ta điều chỉnh máy để đạt cái kích thước mà ta yêu cầu, là về bề rộng này rồi là cái chiều sâu. Tuy nhiên là gì ạ, đối với những cái bề chiều sâu của phôi ta mà nó lớn thì ta phải chia thành nhiều cái lát cắt hay là nhiều cái lần, nhiều cái chiều sâu khác khác nhau. Thì khi ta điều chỉnh vị trí của dao phải đạt được kích thước B, hồi nãy thì ta gọi là B phẩy, nhưng thôi bây giờ là sang cái phần gia công này tôi gọi giả sử cho nó dễ nhé, là kích thước cần gia công là B theo cái bản vẽ đi ha, tức là B. Thì bằng cách là theo cái vạch dấu, tức là có nhiều cái phương pháp để mà xác định cái vị trí cái bề rộng của phôi, thì một trong những cái phương pháp mà tương đối ấy, người ta gọi là phương pháp là ta vạch dấu, tức là gia công theo vết. Ta vạch dấu một đường sau đó ta gia công theo vết, và đương nhiên cái vết đó nó chỉ mang tính tương đối thôi. Và sau khi ta gia công được cái, hay là ta tiến hành là cắt thử được một bát một lớp đầu ấy, thì ta phải tiến hành gia công, sau đó ta mới điều chỉnh được cái kích thước đạt yêu cầu của bản vẽ nha. Cái phương pháp đó là mang tính là tương đối và gia công theo vết thôi. Vì vậy là ta không thể lạm dụng cái phương pháp đó, nó chỉ là để mà nhắc ta đến đó ta kiểm tra thôi nha, chứ không phải là đến đó là chính xác. Bằng cái phương pháp rà chạm dao hay là bằng cái phương pháp cắt thử nha, đều có thể được. Cái thứ hai này là cắt dần từng lớp mỏng từ 1 cho tới 2 mm và nhát cắt tinh thì khoảng 0,5 mm. Thì về nguyên tắc là gì ạ? Là đối với những cái trường hợp mà dao hay chủ nó lớn như thế này thì ta cắt nên là từ 1 đến 2 mm. Tuy nhiên nếu như ở trong sở trường á, thì một số cái máy nó có cái công suất rất là nhỏ, vì vậy ta có thể điều chỉnh nhỏ hơn nha. Thì nếu bây giờ ta cứ cắt theo yêu cầu như thế này mà cái trục của ta nó cong đi, hay là gia công nó cong trục lên thì là gì ạ? Là cái bề mặt cũng không đạt yêu cầu. Vì vậy là tùy thuộc vào cái máy mà ta có thể điều chỉnh cái kích thước cho nó phù hợp. Còn và cái lần cắt tinh ấy, thì thường thường là nó phải là nhỏ hơn những cái lần cắt thô, và thường thường là lấy bằng 0,5 mm, miễn sao là nó nằm trong khoảng từ 0,2 mm trở lên là được nha. Thì ta có thể là nếu mà ta có thể thì 0,2 hoặc là 0,3 cũng được nha. Nhưng mà theo cái quy định thì người ta khuyên là cắt thô từ 1 đến 2 và cắt tinh là 0,5 mm. Rồi sau đó là ta đo và cái điều chỉnh máy để đạt là chiều sâu T của bậc. Tức là gì ạ? Ta cắt nhiều lớp, và sau đầu tiên là ta cắt thử thì ta biết cái kích thước của mình là nó, cái kích thước gia công mình là còn thiếu bao nhiêu. Thì sau đó là gì ạ? Ta tiến hành ta đạt cái chiều sâu của từng cái lớp cắt thô, và còn cuối cùng ta có thể chừa một khoảng, ví dụ ở đây là tôi để là 0,5 mm, và đương nhiên còn cái phần 0,5 mm ạ, cái lần cuối cùng ta phải tiến hành ta kiểm tra xem là nó đạt yêu cầu hay chưa này nha. Thì khi đạt yêu cầu rồi thì ta mới điều chỉnh cái phần còn lại. Rồi đương nhiên là cũng giống như tiền, ta nên cắt thử từ 5 đến 10 mm, sau đó ta đưa dao ra và ta đo lại xem, kiểm tra xem đạt yêu cầu hay chưa thì ta mới cắt tiếp. Làm như vậy thì nó sẽ đạt yêu cầu ha. Đó, thì xuống xưởng thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn cho các em làm. Phần thứ tư là cái trình tự phay mặt phẳng bậc bằng dao phay trụ. Thì tôi có một phỏng như thế này. Thì đầu tiên là gì ạ? Ta phải lắp dao lên.
rồi là ta phải gấp phôi lên và ta đưa cái phôi điều chỉnh chạm cái bề mặt của dao nha. Đấy, ta điều chỉnh phôi chạm lên bề mặt của dao rồi sau đó là gì ạ? Ta tiến hành là cắt thử ha, cắt thử rồi ta tiến hành là điều chỉnh nha. Tức là ta phải điều chỉnh cái bề rộng của phôi để đạt kích thước yêu cầu và đạt chiều sâu của từng lớp cắt, và ta chia từng lớp cắt, sau đó là gì ạ? Ta tiến hành là cắt thử sau tiến hành là ta đo sau ta điều chỉnh và ta sẽ đạt cái kích thước yêu cầu. Sau khi hình dung như thế này cho dễ thôi nha. Đây là sau khi ta gia công thì bắt đầu là gì ạ? Đến cái bước cuối cùng là điều chỉnh dao. Thì ta gia công thì cuối cùng là cái phôi của ta nó sẽ có cái kích thước như thế này. Đây là cái bậc mà ta yêu cầu. Là về yêu cầu thì là gì ạ? Là phải có cái độ song song giữa hai cái mặt này, rồi cái độ vuông góc giữa các mặt, và kích thước về dung size về các cái bậc và các cái bề rộng của mặt bậc như thế này. Đấy, và cuối cùng là ta hạ xuống cái vị trí an toàn, sau đó ta tháo